bên nào nhỉ? Em đứng sang bên này, em đang đứng đằng sau bên này thì cân hơn. Đó. Đây em đứng trong. Em này cao đi ra ngoài cho bạn này gần. Đăng ký học à? Ờ. Rồi chủ đã ra. Đứng đây chờ mình chút. Không thì đứng vào trong luôn được đi. Vào trong luôn. Vào trong đứng đằng sau chụp luôn. Học luôn đúng không? Đứng đằng sau chụp luôn. Rồi đứng. Đây đứng đấy, đứng đấy luôn. Trong cân đây này. Đằng sau để thấp quá, đằng sau thấp quá. Để mất mặt anh em. Mấy hai cái hàng ở giữa ai thấp lên trên đứng đi, ai cao ở bên vệ đứng vào giữa đây đi. Kiếng lên tí. Anh ấy đứng ra vệ đứng ra dưới. Anh kiếng lên tí. Kiếng lên chứ anh thấp. Anh thì chủ đứng đấy che mặt luôn. Anh đứng ra hàng một đi. Cho ông nào cao đứng vào hàng trong. Anh ra hàng một đi anh. Đấy. Anh đấy cũng thấp à. Anh đấy cũng thấp à. Thôi được rồi. Anh em đằng sau Huân. Huân đứng ở giữa đi. Thiện cao hơn. Bên trong đứng lên ghế cũng được mà. Bên trong kiếng đi một chút nha, để nhìn thấy mặt nha. Mai mấy cái này là rửa hết đấy. Nên là anh em đứng xích lại gần nhau cho tình cảm này. Sát cánh bên nhau. Nóng. Mấy bên nhau bằng nhé. Hàng hai hơi lộn xộn được ạ. Úi giời. Cả anh chị với cháu lên đây à? Chị à? Vui quá nhỉ. Hàng sau hơi lộn xộn được ạ. Ok, đằng sau hơi lộn xộn á. Hàng thứ hai ấy. Cân này nào. Bố bế đi. Hàng hai. Bố bế đi. Anh em phải lì lì một tí á. Hàng hai chú chỉnh lại. Anh em quay hết tay này này. Hàng hai chỉnh lại. Rồi hàng hai đứng cân lại, hàng hai đứng cân. Đứng thành một hàng đi. Rồi. Hàng hai đứng thành một hàng đi, đừng đứng lộn xộn với anh. Đấy, anh đứng ngang, anh đứng đi, anh đứng ngang nhau đi vợ đúng rồi. Rồi đứng thành một hàng rồi, ok. Ok. Thiện gần mặt Thiện. Rồi hơi nghiêng một chút để đứng mất mặt à. Không nhìn okay. Gì luôn. Trong tối. Em đứng. Đấy đúng rồi. Rồi đấy, nhìn thấy rồi. Bảo Thiệu bật điện đi anh ơi. Bảo Thiệu bật điện đi. Rồi ok. Rồi ok, mọi người. Cho anh lấy chung cái bé lên ạ. Rồi tập trung nhanh nhất có thể này. Này nhìn vào ống kính, nhìn thẳng vào ống kính. Nhìn thẳng vào ống kính nhá. Ống dưới nhá, còn ống này là ống quay. Này. Rồi nhìn thẳng vào ống kính. Huy bật điện ngoài lên tí em. Che rồi. Anh kia đứng từ đây. Đi anh em. Hay là nhiều cái ghế ngồi. Quả xếp áo đỏ vẫn mặc. Áo đỏ vẫn mặc. Đúng rồi. Kiếng lên. Có phải chân không để kiếng. Đằng sau kiếng thôi. Có chụp chân không? Rồi tập trung nhìn vào máy ảnh nào anh em ơi. Nhìn vào máy ảnh cho nhanh nào. Cười lên, nhìn vào máy ảnh nào. Bạn này đứng sát một tí ra đứng. Mày anh cứ đi. Tóc dài ra cắt nha. Này, tập trung vào máy ảnh nhé. Này, nhìn đây nhá. Này, 2, 3 này. Sáng quá đấy. 3 này. Sáng rồi ạ. Thế sao? Sáng rất là dễ. Tối thôi là đẹp. Cứ đứng im, mọi người đứng im nhá. Ok, đứng yên nhá. Chú ra đây, chú xem bây giờ chỉnh. Ok, hỏi trong bình nó chỉnh. Nghiêm ảnh ra. Đúng quá, sáng lắm. Thế rồi. Nghiêm ảnh ra xem được chưa? Đợi đi. Làm lại 30 đi. Mọi người ơi, tập trung nhìn thẳng vào ống kính nhá. Này. Cười lên. 2, 3. Đợi đi xong. Ok cho em. Thôi đợi đi. Ánh sáng nay chưa chuẩn mấy, phải chỉnh lại tí. Anh em chờ tí nhá. Mai sửa treo trong cửa hàng nên là anh em cứ bình tĩnh. Ê, tập trung nhìn này. Đấy. Chụp lại đi. Lại cái nữa. À, nhìn lại tất cả chuẩn. Anh em nhìn vào máy ảnh nhá. Nhìn vào thẳng ống kính cười lên, tươi lên. Này. 2 3 này. 2 3 này. 2 3. Ok luôn. Ok. Ok, vỡ ra rồi. Rồi anh em đi. Cảm ơn anh em nhá.